Ngay bây giờ sẽ là một thông tin về điện ảnh. Chúng ta cùng gặp gỡ với các nhà làm phim trẻ người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về rạp Megastar ở quận 7 để tham dự buổi lễ trao giải phim ngắn eCine FF 2011. Cộng đồng các nhà làm phim trẻ YCine là giải thưởng YCine FF 2011. Rất đông các thành viên của trang web YCine tới dự tiệc phim ngắn trực tuyến cùng các nhà làm phim trẻ. Ban giám khảo của cuộc thi gồm có đạo diễn Bùi Thạch Tuyên, diễn viên Hồng Ánh, nhà quay phim Nguyễn Nam cùng nhiều gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh. Hai giải thưởng chính của YCine FF 2011 gồm Trái tim vàng Golden Heart do ban giám khảo bình chọn được trao cho bộ phim Dưới bóng tay năm 2011, Under the Tree Shadow của đoàn Trần Anh Tuấn và nhóm Colory thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Trái tim hồng Red Heart do khán giả bình chọn cho bộ phim Dưới bóng cây 2011, Under the Tree Shadow của đoàn Trần Anh Tuấn và nhóm Colory thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Phim Dưới bóng cây năm nay được 3 giải thưởng trong cuộc thi eCine FF lần này. Thì giải đầu tiên đó là giải khán giả bình chọn, giải thứ nhì là giải dành cho đạo diễn và giải thứ ba là giải phim xuất sắc nhất. Thì mình thật sự rất là cảm động, rất là bất ngờ khi được nhiều giải thưởng như vậy. Mình chỉ mong muốn là phim hoạt hình của mình được tham gia và được chiếu lên để cho các bạn khán giả và có thể có cơ hội phổ biến ra thế giới. Còn giải thưởng thì mình chỉ mong là một giải nào đó nhỏ nhỏ thôi, chứ mình không nghĩ là mình sẽ được nhiều giải như vậy. 5 giải thưởng cá nhân được trao tặng cho: 1. Đạo diễn xuất sắc nhất, đoàn Trần Anh Tuấn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam với bộ phim Dưới bóng cây 2011. 2. Kịch bản xuất sắc nhất, Trang Nghiêm, Praha, Cộng hòa Séc với bộ phim An Interrogatory, một cuộc thẩm vấn năm 2011. 3. Quay phim xuất sắc nhất, Andy Nguyễn, New York, Hoa Kỳ với bộ phim The Man Who Was There 2009. 4. Dựng phim xuất sắc nhất, Dominic Rusky, Praha, Cộng hòa Séc với bộ phim Một cuộc thẩm vấn 2011. 5. Diễn viên xuất sắc nhất, Trương Quế Chi, Paris, Pháp với vai diễn trong phim Một cuộc thẩm vấn. Tôi rất xúc động là vì nhận được kịch bản này, vì đây cũng là một điều rất bất ngờ, tôi không trông đợi. Kịch bản cho phim Một cuộc thẩm vấn thực ra là dựa trên một phần câu chuyện có thật của tôi và những câu chuyện xung quanh trong cuộc sống mà tôi góp nhặt và xây dựng thành kịch bản. Tôi không nghĩ là lại được ưu ái nhận được phần thưởng cho kịch bản là như vậy. Nhưng thực ra vẫn có nhiều điều tôi chưa hài lòng và tôi mong là trong những phim sắp tới, nếu có điều kiện viết kịch bản và tự thực hiện phim của mình, tôi sẽ triển khai những kịch bản tốt hơn và làm những bộ phim hay hơn và để gửi đến khán giả. Xin cảm ơn. Còn sau đây sẽ là thông tin về các bộ phim được chiếu rạp trên toàn quốc. Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với bộ phim hài vui nhộn Sóc chuột phần 3.